Hello, xin chào các bạn. Video này mình sẽ nói về phiên bản EDT và EDP của nhà Giang Nha. Hiện tại bây giờ là gần 11 giờ rưỡi khuya bên mình rồi. Mà hồi nãy có một số bạn nhắn tin với mình hỏi là nên mua Giang Nha phiên bản EDT hay là EDP. Đó, các bạn thấy không? Gần đi ngủ mà vẫn còn quay clip cho các bạn xem. Các bạn thấy Richard thương các bạn ghê không? À, còn không biết bấm like nữa. Đầu tư cho vui thôi. Thì không biết dạo gần đây có người nào quảng cáo mấy cái chai Giang Nha này hay không, mà thấy có rất là nhiều người hỏi mình là Giang Nha Mediterranean Neroli xài mùa hè được hay không. Không biết có ai đang lăng xê gì không, mình không biết. Tại vì mình không có tham gia bất kỳ một cái group nước hoa ở bên Việt Nam hay là bên nước ngoài gì hết, nên cứ như là mình tự làm thôi à. Mình rảnh thì mình quay thôi, chứ mình không có tham gia group nào hết á. Thật ra thì không chỉ riêng Neroli mà cả Iris, Wood và Patchouli cũng đều nhận được sự quan tâm của nhiều bạn. Thì sau đây mình có 3 câu hỏi để cho các bạn và mình cùng thảo luận á. Thì câu hỏi số 1 á, đó là các bạn có thích kiểu chai của phiên bản EDT, là chai này nè, đó, cái thủy tinh trong là phiên bản EDT, còn thủy tinh đục là phiên bản EDP, thì hai chai này các bạn thích phiên bản nào hơn? Đó là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2 là các bạn có thích cái mùi sang trọng hay là mùi nhiều tinh dầu hơn? Câu hỏi số 3 đó là các bạn có dễ săn lùng phiên bản EDT hay không? Đó, thì để sau đây là mình xin chia sẻ với các bạn ba câu hỏi này. Câu hỏi số 1 á là mình nói về kiểu dáng của chai. Thì cá nhân của mình á thì mình thích kiểu phiên bản EDT hơn, là tại vì nhìn nó sang hơn. Bên Việt Nam các bạn không có dịp vào cửa hàng Giang Nha để xem họ trưng bày nước hoa, chứ lúc mà mình đi mua chai Giang Nha này, vào hồi chai Frontin Iris là chai đầu tiên của mình mua của nhà Giang Nha vào năm khoảng cuối năm 2017 á. Mình mua chai Giang Nha xong rồi đó, sau đó khoảng chừng một tháng sau mình mua Quick Aventus luôn. Thì khi mà bước vào cửa hàng Giang Nha thì họ dùng cái ánh đèn vàng mờ ảo á, nó rọi từ trên xuống mấy cái chai Giang Nha phiên bản EDT nè, thủy tinh trong mà nó lấp lánh nhìn rất là sang. Đó, cho nên là mình thích cái phiên bản EDT hơn là phiên bản EDP. Rồi câu hỏi số 2 đó là nói về bản chất của mùi hương. Thì vì là phiên bản EDT cho nên cái nồng độ tinh dầu nó ít hơn là phiên bản EDP, thì cho nên Giang Nha họ dùng cái cam bergamot nó nhiều hơn, cho nên lúc mà mới xịt á nó tạo cảm giác tươi mát sảng khoái ở phiên bản EDT hơn là EDP. Nước hoa Giang Nha nó ăn tiền ở chỗ là họ dùng cái cam bergamot á riêng cho dòng essence này, cho nên khi mà các bạn ngửi nước hoa Giang Nha các bạn sẽ không có thấy nó giống bất kỳ mấy cái chai nước hoa phổ thông ở ngoài thị trường, vì họ dùng cái hương liệu nước hoa riêng, cho nên nước hoa Giang Nha nó có nét đặc trưng riêng. Đó, cái điểm này á thì mình thích phiên bản EDT hơn, là tại vì nó sang hơn phiên bản EDP. Phiên bản EDP nó giống như là nó nghiêng về essential oil hay là gọi là tinh dầu nhiều hơn là phiên bản EDT. Đó, cho nên cái mùi hương EDP nó đậm đà hơn, nhưng mà nó tạo cái cảm giác thô hơn, nó không có thanh thoát như phiên bản EDT, cho nên mình vẫn nghiêng về phiên bản EDT hơn. Câu hỏi số 3 thì nó khó trả lời hơn câu hỏi số 1 và câu hỏi số 2, là tại vì theo như các bạn biết á, Giang Nha họ đã ngưng sản xuất phiên bản EDT vào khoảng hồi đầu năm 2019, cho nên hiện nay số lượng EDT của dòng Essential này cho nổi trên thị trường á không có còn là bao nhiêu. Chính vì vậy, cho dù các bạn nghiêng về phiên bản EDT, các bạn trả lời ở câu số 1 và câu số 2, thì ở câu số 3 này cũng gọi là một thử thách, tại vì không phải dễ kiếm phiên bản EDT so với phiên bản EDP. Phiên bản EDP bây giờ các bạn muốn mua ở đâu cũng có đó, còn EDT các bạn phải kiếm mới có. Nói chung mình không có tuyên bố phiên bản EDT hơn phiên bản EDP. Mình chỉ nói là cá nhân của mình á, mình thích phiên bản EDT hơn, là tại vì những cái lý do mình mới vừa nói hồi nãy. Còn các bạn thì các bạn cứ việc thử cả hai phiên bản xem các bạn thích phiên bản nào.
Các bạn thấy phiên bản nào phù hợp với các bạn thì các bạn mua. Các bạn đừng nghe theo mình, tại vì mình thích cái EDT ha. Đơn giản như thế à. Cái dòng EDP á, thì mình chỉ thích có mỗi một chai thôi, đó là chai Matrix Cardamom. Còn Flandin Iris, Indonesian Oud, Japanese Patchouli, chai Neroli này luôn, và thậm chí cả Italian Bergamot, hay là chai Roman Wood gì đó, thì mình không có thích. Mình chỉ thích có phiên bản EDT thôi. Riêng cái phiên bản EDP là chỉ có mỗi chai Matrix Cardamom thôi. Đó. Thì đó là những gì mình xin chia sẻ về cái dòng Essentia này, phiên bản EDT và EDP. Đó, thì hy vọng các bạn có thể kiếm được cái phiên bản mà các bạn yêu thích. Nhưng riêng cá nhân của mình thì mình thích phiên bản EDT ha. Đó. Ok, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày tự vui vẻ.